ta đừng quên nhau. Một chiều hoa nắng tươi màu, tình cờ giây phút ban đầu, nhìn nhau không nói nên câu. Karong BM625 Hackman Karong BM625 nha quý vị. Rất đẹp ha. Và con lọc xì Marang LQ351 của hãng Marang cũng rất đẹp luôn nha. Nó chỉ bị đây là quý vị thấy ha. Đây là nó bị mất một cái vỏ cần đen như vậy nè, do giúp mà dán keo còn chuyển và dán vậy nào vậy, lột ra rồi dính vào không hay, bây giờ dùng bỏ tiền không gặp thì nó cũng không ảnh hưởng gì nha quý vị. Nói chung nhìn từ xa thì vẫn bình thường vì đèn vẫn sáng và hoạt động hoàn hảo hết. Con Hackman Karong này thì nó đánh những cái loa bút xeo rất là hay nha quý vị, và những cái đầu loa hãng bass 25, thậm chí những loa 30. Con này thì cái dòng điện của nó là do nó là hàng Mỹ cho nên là nó 120V, nó xài được 4 dòng điện luôn quý vị, 220 luôn nha quý vị. Quý vị nào dùng 220 thì lấy nó về, không cần phải mua biến áp ha. Đây Sosuri, mặc dù công suất nó ghi vậy nhưng mà nó chất âm nó hơn nhiều nha. Hackman Karong thì con Hackman Karong, âm ly Hackman Karong giá bên em bán ra chỉ cho quý vị giá chỉ 2.800.000 đồng thôi quý vị, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nhé. Con lọc xì Marang cũng giá 2.800.000 luôn, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi là kép C75 giá 7.500.000, ship toàn quốc không bao cái ship nha quý vị. Rồi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.